cả hai nên dành tình cảm cho nhau sau những ngày chia xa là tốt nhất, đừng để đối phương phải chờ đợi nữa. Mối quan hệ tương phá khiến cho sự nghiệp của tuổi Tý có phần không được thuận lợi, như những gì mà bạn đang kỳ vọng. Bản mệnh nên xốc lại tinh thần đi nhé, đừng để việc kiếm tiền khiến mình mệt mỏi. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ. Hôm nay thiên ấn tọa mạng khiến cho tuổi Sửu trở nên cô đơn, hưu quạnh và điều này không tốt chút nào đâu bạn nhé. Trong ngày con giáp này, nên cân nhắc mọi vấn đề công việc một cách cẩn thận nhất có thể. Vận trình tài lộc có hỏa tinh, nên bạn trở nên cáu gắt hơn khi tranh cãi với người khác về tài chính. Con số may mắn, 5, 28. Giờ tốt trong ngày, 10 giờ 12 giờ. Những người đang sống hướng nội có thể vướng mắc vấn đề về tâm lý khi có người theo đuổi bạn lại cứ chạy xa. Có những ngày dần tìm kiếm rất nhiều nhưng không ai chịu thấu hiểu và cho bạn cơ hội. Sắp tới tài chính có điểm sáng hơn. Con số may mắn, 1, 4. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ 13 giờ. Tình cảm ngày càng hòa hợp khiến tuổi Mão cảm thấy vô cùng ấm lòng, nên không có gì lo lắng cả. Hôm nay tuổi Mão cần phải bình tâm lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa so với những gì bạn đang kỳ vọng. Tài chính trong ngày tương đối tốt, không có gì cần phải lo lắng nữa. Con số may mắn, 2, 29. Giờ tốt trong ngày, 16 giờ 18 giờ. Vận trình tình cảm gặp chính quan nên chưa có sự khởi sắc trở lại với tuổi Thìn. Bạn nên nghe lời khuyên của người khác nữa, đừng tự mình quyết định một điều gì cả. Tài chính có thể sẽ không được tốt như những gì mà bạn vẫn nghĩ đâu. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt trong ngày, 10 giờ 12 giờ. Tuổi Tỵ gặp sát tinh nên chuyện tình cảm cũng không được như ý muốn, hãy thật sự trân trọng nhé. Sắp tới nếu có ai đó cho bạn cơ hội để làm việc thì phải cố gắng, mà trân trọng đấy nhé. Vận trình tài chính của con giáp này tương đối tốt, không có gì bất ổn. Con số may mắn, 3, 5. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ. Tình cảm có vẻ rất tốt, mối quan hệ của cả hai đang rất bền chặt nên không có cãi vã nào. Tuổi Ngọ đừng xen vào chuyện của người khác, vì điều đó sẽ mang lại nhiều bất lợi cho bạn. Tài chính thiên ấn tọa mạng nên cần cẩn trọng hơn khi chi tiêu. Con số may mắn, 1, 4. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ. Tuổi Mùi chuyện tình cảm có sự ảm đạm nên bạn khá buồn vì điều này. Đừng bắt vạ người khác phải làm gì, cho mình vì họ không có nghĩa vụ làm điều đó đâu. Tình hình tài lộc tương đối tốt trong những ngày sắp tới. Con số may mắn, 5, 12. Giờ tốt trong ngày, 14 giờ 16 giờ. Trong chuyện tình cảm, tuổi Thân là người ấm áp và mang đến cho người khác những cảm giác yên bình nên chuyện hôn nhân cũng yên ấm. Trong công việc bạn có thể không được cấp trên trọng dụng, nhưng cũng không có lý do gì để trách bạn. Công việc tương đối tốt nên tài chính cũng nhờ đó mà khởi sắc hơn rất nhiều. Con số may mắn, 1, 8. Giờ tốt trong ngày, 16 giờ 18 giờ. Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui và người kia, cũng luôn gây tổn thương đến cho bạn đấy nhé. Trong công việc nếu tuổi Dậu cứ cố chấp sẽ chẳng có ai muốn làm việc với bạn đâu, hãy lý luận một việc nào đó có tính khả thi. Trong vấn đề tài chính bạn có thể để mất một khoản tiền nhỏ. Con số may mắn, 4, 5. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ. Thiên tài cho thấy tuổi Tuất đang quá tự tin với tình cảm của mình và không coi trọng người ấy. Sự nghiệp cũng có nhiều hạn chế vì vậy mà bạn rất chán nản, không giải quyết được điều gì. Vận tài chính không tốt cho lắm nên tuổi Tuất cần cẩn trọng hơn nhé. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ 13 giờ. Tử vi 12 con giáp nói rằng, tuổi Hợi và người thương thấu hiểu nhau và đi qua nhiều sóng gió vẫn yêu thương hết mực. Bạn kỳ vọng quá cao trong công việc của mình vậy nên việc thất vọng cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Tình hình tài chính chỉ ở mức ổn định mà thôi, không có gì đặc sắc. Con số may mắn, 5, 9. Giờ tốt trong ngày, 14 giờ 16 giờ. Các bạn hãy đăng ký kênh để luôn gặp may mắn trong cuộc sống.